Tăng mày. Ai mà có ý định đi xe hơi vô đây thì suy nghĩ lại. Tại vô đây đường nó sình lắm. Bạn đúng rồi, tại xe ba, xe ba để đó mà chú bị kẹt đó con, tội nghiệp chú. Cái đường đất đỏ này nó hơi bị sình. Bây giờ cho nó anh chạy ép sát cái trà đi. Ủa xe mình có đang nổ máy không? Mình không nghe cái gì luôn. Xe mình đang nổ máy. Rồi chú này chắc kinh nghiệm đầy mình này sao á. Thấy vẫn còn bình tĩnh lắm. Để cho nó bám dính vô với cái đường á, để chú che lên cho nó dễ. Chà, đẹp quá ha. Trời ơi. Đúng là đẹp. Trời ơi, ăn lá trà đã nghe, bây giờ nó vẫn còn ngọt miệng nè. Không biết nó vướng cái trụ cái này. Đúng không? Mình chỉ sợ nó vướng cái này thôi. Thứ nhất là đường nó nhỏ, nếu mà hai xe là phải ve lại rất là xa, mất cả 500m cây số mọi người. Rồi đó, sau đây là màn off-road của Innova, phải nhờ hai chú hỗ trợ đằng sau đó, các con thấy không? Quá hay. Hai anh nhúng chắc chưa đủ lực rồi, chắc phải nhờ mấy cái cặp mà đang chụp hình cưới á. Cỡ chừng hai cặp lên, hai ba cặp lên nhúng rồi. Nó mới mạnh nổi. Qua đây à, lên được không? Được mà nói ông nghe dịch qua đây. Dịch qua đây mới lên được nè. Hết tà đi. Hết tà nè. Dịch qua đây nè. Bắn này đang chờ. Bây đất của. Cái dịch qua đây rồi cho khô bắn. Cái này khô rồi. Cái khô một bắn nè. Cứ qua đi. Tôi lấy nhiều qua, đâu qua được. Tới tí thì qua được. Thôi. Tới tí mới qua được. Luôn. Rồi. Qua đi. Đúng rồi, lên cái giữa cây cỏ chắc. Tới tí. Tới nữa đi. Rồi sau đây tiếp tục nhúng nhảy. Em tới nhờ mấy cái cặp mới cưới giúp anh. Bốn ơi, phụ đẩy cái đầu này. Em chỗ này đâu nhá. 1, 2. Chà. Đây là màn kinh điển. Wow, quá hay. Kinh nghiệm bố giỏi, kinh nghiệm đây mình. Rồi chúc mừng anh nha. Rồi như vậy là khỏe, qua khúc này là được rồi em. Wow, sân này quá đẹp. Nhà mình xe hai cầu đâu sợ đâu.
Xe mình là xe xe off road mà. À, đứng trên đây em nói anh hả? Không thể nào mà chê đâu được. Còn hơn cái gì hồi nãy á. Wow, đẹp quá. Rồi thôi bye bye nha. Màn off road đã xong rồi.